nay thì em Lê Hương sẽ lên sóng về một mẫu xe che với đất cờ đuôi mà em Hương rất là ưng ý và tâm đắc khi mà sở hữu được một chiếc xe. Các bác nhìn này, form dáng độ lên cực kỳ hầm hố và chất chơi luôn. Một chiếc xe che với đất cờ đuôi đời 2014 bản lắp ráp trong nước, số sàn, động cơ trang bị 1.6 chỉ với giá là 289 triệu. Những bác nào đang tìm cho mình một chiếc xe số sàn màu form dáng hầm hố thể thao như thế này thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Còn bây giờ thì em đi ship quay chi tiết về chiếc xe che và đét cruy của em Hương ạ. Đời 2014 mặt ga lăng các bác nhìn này, với những cái đường dập lồi này, xong những cái đường độ lên, đây là độ nhé. Bình thường mặt ga lăng sẽ không được như này đâu, mà độ lên nhìn rất là hầm hố luôn. Lưới tản nhiệt này, biển 51, đúng là các bác dân chơi đến từ Sài Gòn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Lên đèn bi salon và có giải đèn led rồi. Một bộ mâm, 4 chiếc găng mâm này là đều mâm xương cá nhé. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước, một dàn lốp dày dặn. Mâm xương cá các bác nhìn này, cực kỳ chất chơi luôn. Xi nhan được tích hợp ở trên hông, và ở phần hông này cũng được giả cái mang cá này. Đây là mâm xương cá này, còn đây là giả mang cá này, nhìn rất là đẹp và chất chơi luôn đúng không ạ? 289 triệu cho một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Nếu như bác nào thật sự quan tâm thì cứ alo em Hương thôi, hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương để xem xe, chạy và cảm nhận nhé. Phía sau xe một chút nữa thì em sẽ quay, có cánh gió rất là xinh luôn. Nội thất bên trong không hề kém cạnh một chút nào. Phải nói là bắt được chiếc xe quá là ưng ý đúng không ạ? Màn hình giải trí, số sàn này, nội thất này. Riêng phần táp lô này, phần trên này là nhựa cứng như bình thường, nhưng phần dưới này là bằng da mềm. Túi khí an toàn, trang bị bên ghế phụ và vô lăng mát tay. Điều hòa thì mát lạnh luôn, từng con ốc còn zin đẹp như thế này. Riêng những cái phần này là ốp hết mạ giả vân gỗ bằng nhựa cứng nhé. Ốp bằng nhựa cứng luôn, không phải là dán đâu mà ốp xịn luôn các bác nhé. Mít cờ đuôi đây, các bác nhìn này, Chevrolet cờ đuôi. Móc khóa sáng choang luôn, táp ni không phải nói nữa rồi. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin, kệ bước chân lên xuống bác chủ cũng đầu tư ốp mạ chrome cao cấp rồi. Từng con ốc nhỏ nhất đời 2011 nhưng các bác nhìn này, ốc còn nguyên những cái nguyên bản như thế này, không hề bị vặn xoé nhé. Đây, ghế da chất lượng luôn đúng không ạ? Nhìn phát là biết ngay là dân chơi Sài Thành luôn. Màn hình ZTEC này, áo ghế này hay là áo củ số không hề bị rách vỡ, màn hình xịn rồi. Trần lỉ nguyên zin, 289 triệu cho một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Gương kính liền đời theo xe. Đời 2014 nhé. Em xin lỗi vừa rồi nó nhầm là 2011 đúng không ạ? 2014 các bác nhìn này, chỉ số gương kính này 14 tương ứng với số 4 này. 14 tương ứng với số 4 này. Cam kết gương kính liền đời. Phía sau xe này cũng có một cái tẩu thuốc này, một cái tẩu thuốc cũng như là một cái để đồ cá nhân cho mình. Táp ly này. Đấy, tông xẹt tông luôn các bác ạ, phải nói là rất là chất luôn. Phía dưới có thảm 3D và trên có phần thảm rối rồi, cực kỳ sạch sẽ luôn. Từng con ốc nhỏ nhất em đang quay đây. Hơn 200 triệu mà để sở hữu được một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi, độ lên khá là nhiều đồ. Và cái đồ này bác chủ cũ độ thì bác chủ cũ phải chịu thôi. Còn mình giờ mua xe là coi như em Hương tặng không cho mình cái phần độ này rồi. Nên bác nào sở hữu được chiếc xe của em Hương này thì quá là đẹp luôn nhá. Em chỉ tính tiền xe thôi, còn tiền độ bác chủ cũ là kỷ niệm cho em Hương rồi. Thì em Hương sẽ lại kỷ niệm cho khách hàng nhà mình. Chiếc xe Chevrolet cờ đuôi độ lên rất là nhiều đồ, từ mang cá, mặt ga lăng hay là phía sau có cánh gió như thế này nhá. Biển 51 có cam lùi và 4 mắt cảm biến ma chạm. Các bác độc nhìn cái bô thôi, lắp bô đôi thể thao nhìn nó chất chơi rồi. Thật sự một chiếc xe quá là ưng ý luôn. Bên ngoài là độ thôi, còn bên trong thì nội thất được bộ ghế da đẹp, còn khoang hành lý thì vẫn như vậy các bác ạ. Rộng rãi lắm, rất là rộng rãi luôn. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ là các bác nhìn khoang hành lý này, cực kỳ rộng rãi luôn. Bản sedan hai đầu, cái thảm chống nóng giảm nhiệt này vẫn còn đẹp như thế này cơ mà. Keo chỉ zin, lỗ thoát nước còn nguyên xi. Máng nước đây không hề bị đâm xô, cam kết luôn. Mua xe bên em Hương thì các bác cứ phải yên tâm một điều là cam kết không đâm xô và không ngập nước. Cánh gió, cánh diều phía sau là nhìn rất là chất luôn. Đèn hậu phía sau cũng thiết kế to bản và sắc nét. Sang hông bên này các bác nhìn này, hai bên đều có đường dập lồi cũng như đường uốn lượn này. Khớp lối thì khít, đường dập lồi rất là sắc nét luôn. Thẳng một phát từ cụm đèn hậu phía sau đi thẳng lên cụm đèn pha phía trước này. Ốp hết mạ chrome đẹp chân kính rồi. Mâm đây, các bác nhìn mâm này, mâm xương cá như thế này mà quá là chất luôn. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome. Hơn 200 triệu thôi, đời 2014 và một chiếc xe cờ đuôi. 289 triệu, số sàn 2014 zin đẹp luôn. Nội thất ngoại thất không chê được một điểm nào. Máy số ngon,
chủ mà đầy đủ điều kiện để các bác sang tên và đổi chủ nhá. Đây các bác nhìn này, ốp hết rồi, ốp hết mạ vân gỗ rồi. Bình thường bác chủ nào ăn chơi thì cũng chỉ là dán thôi, nhưng đây bác chủ này ốp hết lên. Gương kính phải là auto rồi, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa này, từng con ốc nhỏ nhất em Hương cũng sẽ quay. Ghế da này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng thì có tăng giảm và nghe gọi này. Màn hình ZTEC xịn sò. Phía dưới thì cũng được bác chủ ốp thêm ba cái bàn chrome lock này lên, ốp lên để bảo vệ cái phanh côn cũng như là bàn ga của mình. Nhắc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương, có online 0354602790 nếu như các bác thật sự quan tâm và yêu thích một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi mang này, mang cá này, mâm xương cá này, mặt ga lăng độ lên siêu đẹp luôn. 289 triệu bản lắp ráp trong nước đời 2014 ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ, máy móc của chiếc xe. Trái ngược với bên ngoài thì nhìn hình thức bên ngoài sẽ sạch sẽ hơn. Còn bên trong là vì một chiếc xe mộc em chưa dựa dọn gì. Nhưng mà các bác chỉ cần nhìn em Hương quay thôi, từ ốc mặt máy này, vì hệ thống của em Cruise này nhìn rất là dễ nhìn, nó không khó nhìn như Innova đâu. Máy thì nằm ngang như thế này, hệ thống phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước này. Các bác nhìn này, bút chấm sơn nguyên bản, đánh dấu của nhà sản xuất đây. Hơi khó nhìn một chút, hơi bẩn một chút, tại vì bẩn mà em chưa rửa dọn. Bây giờ chị em cần cho xịt rửa khoang động cơ máy móc cho thợ rửa đi là đẹp ngay. Nhưng mà em muốn quay lên trước để bác nào thật sự thích thì em sẽ alo em luôn nhé. Alo cho em luôn đi, 0354602790 Chevrolet Cruze đời 2014, số sàn 289 triệu. Động cơ trang bị 1.6 này, các bác nhìn này, độ lên rất là chất luôn. Một chiếc xe Cruze độ này, form dáng xinh đẹp luôn. Lên mang xương cá này, lên la răng xương cá, mang cá, mặt ga lăng thì hầm hố luôn, mà chưa đến 300 triệu. Đừng quên địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Chevrolet Cruze 289 triệu, 2014, Lê Hương ô tô Hải Dương ạ.